Thư Tarot xin chào các bạn. Hôm nay là một trò bài chung, và trước khi nói chủ đề thì mình phải nói là gần gần đây mấy ngày gần đây phải đến 5 người rồi. 5 người là khách trả bài quen của mình quay lại với mình để nói rằng là sau khi mà em chữa lành giống như chị hướng dẫn ấy thì em đã gặp người mới rồi, nhưng mà bản thân em tự hỏi rằng đây là người như thế nào. Đó, và cái hành trình của em và họ ra sao, từ đây có phải là người định mệnh của em không. Cho nên là mình nghĩ rằng là khi mà đã 5 người rồi thì mình nghĩ là có thể nó là một cái nguồn năng lượng mới, và mình muốn làm trả bài chung nhá. Cho nên là ở cái trả bài hôm nay mình sẽ đặt chủ đề đó là cái người đó là người như thế nào, họ đến họ mang theo bài học gì, và họ có che giấu cái điều gì, họ có che giấu bạn điều gì không nhá. Nghĩa là ba câu hỏi chính là như thế. Rồi sau khi mà trả bài xong thì mình sẽ đặt cái nhan đề cho bài, cho trả bài sau nhá. Rồi bây giờ chúng ta đến với trả bài đầu tiên. Trước khi vào trả bài thì mình vẫn nhắc là Huyền Thư Tarot coi trả bài chung của mình là một chia sẻ. Trong đấy mình phân tích tâm lý nhân vật, phân tích tình huống để các bạn nhìn thấy vấn đề của mình, và các bạn chính là cái người mà quyết định vấn đề của mình. Còn đây không phải là một quẻ bói để mình chỉ dẫn phán bảo cho các bạn nhá. Rồi, và mình phân tích và mình chia sẻ khá nhiều, có nghĩa là mình nói khá nhiều, nhưng ai không thích nghe nhiều thì các bạn có thể dừng lại. Rồi bây giờ chúng ta vào trả bài. Người đó là người như thế nào? Đầu tiên mình nghĩ rằng người này đã trải qua một cái khoảng thời gian năng lượng của chính người trong cái bộ bài này. Vậy thì một người đàn ông mà họ đang làm việc rất là vất vả, rất áp lực để lo cho gia đình. Đó, thì cái hình ảnh của người vợ, người con nó biểu tượng cho là gia đình. Họ đã vất vả rất nhiều. Tiếp theo là King of Wands. Mình không hiểu vì sao mình thấy một câu chuyện, chỉ có 3 lá bài này thôi, nhưng mình thấy một câu chuyện. Có nghĩa là giống như hình ảnh một người đàn ông, họ mải mê, họ làm việc rất nhiều, làm việc cho vợ, cho con. Nhưng mà đến một cái lúc nào đấy ấy, giống như là họ mải mê, họ làm việc, đến lúc họ ngẩng lên thì họ thấy họ chỉ còn có mỗi một mình thôi, chín góc thôi. Các bạn có hiểu không ạ? Người nào mà các bạn trải qua cảnh này, hoặc là các bạn gặp một người như thế rồi thì các bạn mới hiểu được cái điều mình nói. Nghĩa là một cái người mải mê, tận hiến, dốc tất cả sức lực của mình lo cho vợ, cho con, cho gia đình nói chung ấy. Rồi đến một ngày khi mà trời đã nhá nhem tối rồi, đây, nhìn giống như nhá nhem tối rồi, giống như từ hè sang đông rồi, nhìn lại thì cuối cùng chỉ thấy có mỗi một mình thôi. Mình đang ngồi ở một nơi xa lạ, đó, chỉ có một người chủ quán và một con chó, còn vợ con ở đây không thấy đâu cả. Đó, thì mình, họ xảy ra chuyện gì thì mình không biết, nhưng mình chỉ đọc như thế thôi. Thì bạn thử, bạn nếu mà đây là câu chuyện của bạn, hoặc bạn gặp một người như thế, thì tự nhiên bạn sẽ được chạm đến tim bạn thôi nhá. Năng lượng của bảy cốc là trong lòng của họ. Mình thấy năng lượng của bảy cốc vẽ hình trong một cái khoảng thời gian họ cảm thấy rất là băn khoăn. Đấy, băn khoăn và ám ảnh rằng tại sao mình chỉ có một mình. Nghĩa là mình cứ đọc được cái năng lượng của cái sự băn khoăn đi tìm câu hỏi là tại sao. Tại sao họ lại như thế? Tại sao họ dành tất cả cái tình yêu và công sức của mình, tình yêu này, sức lực này, sự chăm sóc này, sự tận hiến của mình cho cái đối tượng này này, mà tại sao bây giờ mình lại chỉ có một mình? Họ tự hỏi, giống là họ sống trong một cái năng lượng của rất nhiều đêm mất ngủ và đi tìm câu trả lời. Năng lượng của chúng ta ở đây thì không phải là tất cả, với trả bài chung thì mình rất khó nói, nên mình không thể khẳng định được. Mình có cảm giác như là cái người đàn bà đấy, cái người mà nhận cái sự chăm sóc của cái người nam này này, người đàn ông này, họ đã hướng về một nơi khác rồi. Họ hướng về một cái nơi mà năng lượng của sáu gậy là có một người đàn ông thành công. Đó, thành công này, theo kiểu năng lượng của người đàn ông thành công, giàu có ấy, thành đạt ấy. Đấy, họ nghĩ về cái điều đấy, họ bị ám ảnh bởi cái điều đó. Và mình thấy rằng cái sự ám ảnh ấy, nó kéo một cái thời gian rất là dài. Và năng lượng của tam kiếm là theo kiểu giống như là họ, bạn cứ tưởng tượng như là cái hình ảnh đấy ấy, nó cứ vây hãm lấy họ, nó làm cho họ cảm giác như là bị đau khổ ấy, bị đau khổ, giống cái đầu của họ muốn nổ tung, cái trái tim của họ muốn nổ tung. Các bạn lại, nếu các bạn đang là nữ, các bạn nghe cả bài này và các bạn cũng gặp một cái đối tượng mà họ cũng cư xử mập mờ, xong bạn cũng nổ tung, bạn cũng cảm giác như là cái đầu của bạn muốn nổ tung khi bạn tìm câu trả lời cho một sự thật nào đấy, thì các bạn sẽ biết được lý do vì sao các bạn hấp dẫn những người này đến với cuộc sống của mình. Có nghĩa là họ cũng có một cái chung, họ chung một cái nỗi niềm giống bạn, giống như là họ đã cố gắng nỗ lực rất nhiều cho một gia đình, cho một đối tượng nào đấy, đến khi ngẩng đầu lên thì thấy chỉ còn có một mình
và cái sự thật là cái người đấy là họ có phải đi theo người khác hay không. Thì bởi vì năng lượng của 7 cấp có nghĩa là nó vẫn là cái sự băn khoăn, nó vẫn là cái sự hoài nghi, cho nên là nó thật hay không thì mình không dám khẳng định. Chỉ biết là họ ôm cái năng lượng đấy và họ đau khổ với cái năng lượng đấy. Họ đau khổ với cái năng lượng là có một người, có nghĩa là có một người đàn ông hoặc một người phụ nữ khác. Các bạn tự đổi chiều, tự đặt mình vào hoàn cảnh ấy, tự chọn lọc những cái chi tiết phù hợp với mình. Khi đã có một người đàn ông khác, có một người phụ nữ khác bước vào cuộc sống để chăm sóc cái người phụ nữ mà mình đã dành rất nhiều tình yêu, rất nhiều cố gắng để mà xây dựng cuộc sống ấy, nhưng mà họ đã bỏ mình đi và họ đang sống vui vẻ hạnh phúc với một cái đối tượng khác. Họ đang sống một cuộc đời khác. Có nghĩa là nếu mà họ nói họ là ai thì mình thấy người này họ đang, một là họ vừa trải qua, hai là họ đang trải qua cái năng lượng này. Họ đang trải qua một cái năng lượng là họ đã từng có một cuộc sống như thế, có một câu chuyện như thế, và họ đã từng ôm ấp một nỗi đau như thế, một sự hoài nghi như thế. Thì các bạn, nếu ở đây là bạn thì mình thấy, mình hay đọc comment là họ nói rằng tại sao lại giống mình như thế nhỉ. Thì các bạn biết vì sao không? Bởi vì năng lượng hút nhau. Các bạn đang có năng lượng này và các bạn sẽ hút một cái người có cùng câu chuyện với các bạn vào trong cuộc sống của bạn nhé. Cho nên là câu trả lời là họ là người như thế nào thì đây chính là câu trả lời. Câu hỏi thứ hai, đó là vì sao họ lại xuất hiện trong cuộc đời của bạn? Có nghĩa tay tìm lý do vì sao họ lại xuất hiện trong cuộc đời của bạn. Nếu mà ta coi cái cả bài nó giống như một câu chuyện ấy, thì các bạn sẽ thấy ở đà bài đầu tiên có một câu chuyện như thế. Và có lẽ là khi mà cái người nam kia kìa, cái câu chuyện là một người bị, có một cái sự hoài nghi là cái người kia đón nhận tình cảm của một người khác ấy, đang vui chơi với một người khác ấy, thì có lẽ có cái sự chia tay hoặc là sống riêng như thế nào đấy. Cho nên trong lòng của họ, nếu mà xét về cái năng lượng thì các bạn sẽ thấy này, đây là âm, đây là dương, đúng không ạ? Có nghĩa là các bạn có hiểu ý mình không? Có nghĩa là họ có sự chia xa, họ có sự chia tay. Và trong cái sự chia xa, chia tay với cái đối tượng mà họ nghi ngờ đấy, thì họ có một cái năng lượng của cái việc là âm dương. Nghĩa là, nói thế nào cho các bạn hiểu nhỉ? Nghĩa là nếu mà các bạn đặt một cái năng lượng là chúng ta cần có âm dương, cái sự tương tác âm dương để duy trì sự sống ấy, hoặc là duy trì cái hoạt động của con người ấy, cho nó lành, nó cân bằng ấy, thì họ đang cần, họ đang có cái nhu cầu đấy. Nhưng năng lượng của tam kiếm thì giống như là họ không có hướng để giải quyết bế tắc. Và họ nhìn thấy bạn, năng lượng của Empress, bạn dịu dàng, bạn đáng yêu. Đấy, năng lượng của Empress, hình ảnh của một người phụ nữ dịu dàng, một người mẹ tuyệt vời, một cái gì đó thật sự ấm áp và bình yên. Mình có cảm giác ấy, khi nếu mà nhìn ở bên ngoài thì mình có thấy có xu hướng là họ đi tìm một cái nơi nào đấy phù hợp với cái chỗ tương tác âm dương mà họ đang bị bó chặt như thế này này. Nhưng mà khi họ nhìn thấy bạn thì cái việc đầu tiên không phải là đi tìm cái chỗ để mà trao đổi âm dương nữa, mà tự nhiên họ nhìn thấy một người phụ nữ, một cái người phụ nữ mà họ cảm thấy nàng rất là xinh đẹp, cái vẻ đẹp đích thực của một cái người mẹ tuyệt vời, một người phụ nữ tuyệt vời. Mà họ có cảm giác rằng là họ đi tìm, mình có cảm giác khi họ đứng họ nhìn bạn, họ ngắm bạn ấy, thì họ nghĩ đến những sự thiếu khuyết trong cuộc sống của họ. Đây, năng lượng của ba xu. Và tự nhiên họ cảm thấy chỉ có người phụ nữ này mới có thể lấp đầy những thiếu khuyết ở bên trong mình. Nhưng mà bạn, có thể là bạn là một người khá là lý trí, thông minh, sắc sảo và hay đề phòng. Cho nên là họ, bạn mang một cái thanh kiếm bạn chặn họ lại, giống như là không thể bước vào cuộc đời của tôi được. Và vì thế họ cứ đứng họ nhìn bạn, để họ nhìn bằng tất cả một cái gì đó mà mình có cảm giác như là họ vừa khao khát họ bước vào, họ vừa say mê, họ vừa ngưỡng mộ, họ vừa thèm khát một cái gì đó, khiến cho từ khi gặp bạn thì cuộc đời của họ nó không còn bình yên nữa. Họ quên luôn cả cái chuyện là phải trao đổi âm dương này, mà họ chỉ nghĩ cách là làm thế nào để cho bạn hạ cái vũ khí xuống và họ được chạm đến cái năng lượng bình yên này của bạn. Và hiện tại bây giờ thì mình thấy người này họ đang tìm đủ mọi cách để họ bước vào cuộc sống của bạn. Và năng lượng của Death ở đây các bạn, để mình rút thêm bài để mình kiểm tra xem năng lượng Death ở đây là gì. Nếu bình thường Death nó là năng lượng của sự chuyển hóa, nghĩa là giống như họ đang muốn thay đổi bạn, họ đang muốn làm thế nào để cho bạn hạ thanh kiếm này xuống. Và họ nghĩ rằng bạn, ở đây năng lượng của Death còn có biểu tượng là họ nghĩ rằng bạn chính là người thay đổi cuộc đời của họ. Ở đây ấy, đây là cái cảm nhận của riêng mình thôi. Mình có cảm giác là người này họ đang đứng trước một cái quyết định của cái việc đó là họ có nên ly hôn hay không. Đó. Vậy thì giống như họ đi tìm được, họ tìm một người ấy mà họ cảm thấy là nếu như họ có thể tin tưởng để họ có thể làm lại cuộc đời với người đấy thì họ sẽ quyết định
về phía bên kia, các bạn hiểu không ạ? Nghĩa là các bạn thấy một câu chuyện như thế, một câu chuyện là họ đã từng họ có một gia đình như thế, một cái người đối ngẫu như thế, và bây giờ họ đang đi tìm một người, và nếu như họ đủ niềm tin với người đó, họ lấy lại được tình yêu và họ cảm thấy có một cái niềm tin và hạnh phúc và tình yêu một lần nữa, thì họ muốn làm lại. Năng lượng của đây là năng lượng của sự chuyển đổi, thay đổi. Họ muốn chọn bạn, họ nghĩ rằng bạn chính là cái người thay đổi cuộc sống của họ. Nhưng mà mình muốn rút bài thêm nhá, xem là gì. Người này họ có cái niềm tin, họ có vấn đề về niềm tin. Năng lượng của bảy kiếm, mình nghĩ nhất định là họ có một cái niềm tin về vợ chồng, nghĩa là một cái gì đó thuộc về cái niềm tin về quan hệ vợ chồng ấy. Năng lượng của Empress và Emperor nó thường nằm ở vào trong những cái cuộc, những cái người chồng người vợ đã từng đặt cái niềm tin rất nhiều vào đối phương của mình, và sau đấy phát hiện ra mình bị lừa dối ấy, thì bắt đầu họ không còn niềm tin vào tình yêu nữa. Đấy, năng lượng của Temperance cho đến bây giờ mình có cảm giác là họ đi tìm một cái nơi để họ có thể sống với niềm tin đấy. Đây là một người sống mà mình nghĩ là họ sống theo đạo nghĩa, họ cầu toàn ấy, và họ kỳ vọng một cái gì đó rất lớn, đến khi mà nó sụp đổ thì họ giống như họ cảm giác như là mọi thứ nó sụp đổ và họ muốn đi tìm lại cái niềm tin đấy. Và bởi vì họ giống là họ kỳ vọng quá cao, cho nên cái niềm tin khi mà nó bị mất đi ấy, nó cũng vô cùng lớn, và họ đang cuống quýt. Thực ra cuống quýt thì không đúng, nhưng họ đang đi tìm một cái thứ gì đấy có thể hàn gắn lại cái vết thương, cái vết nứt, cái vết lạn ở trong lòng họ. Mình thấy có năng lượng đấy, và họ có xu hướng là từ đầu mình nghĩ là đơn giản là họ đi tìm một cái chỗ nào để mà trao đổi âm dương thôi. Nhưng mà đến khi họ gặp bạn rồi thì họ nhìn thấy bạn chính là mảnh ghép còn lại của họ, chính là Empress mà họ mong muốn. Nhưng đồng thời họ lại dấy lên cái sự hoài nghi, cho nên là trước khi mà họ có niềm tin ở bạn, nghĩa là trước khi họ lựa chọn bạn, họ quyết định một cái gì đó, thì họ phải có niềm tin đã. Và mình thấy họ đang bị theo kiểu bị luẩn quẩn trong năng lượng này. Và mình thấy rằng giống như họ đang kiểm tra xem là bạn có phải là cái đối tượng khiến cho họ tin tưởng không. Và nếu như họ tin tưởng thì mình thấy họ sẽ quyết định một cái việc gì đó hệ trọng nhá. Thì trong cái đàm bài đấy có thể ví dụ như là các bạn cứ tưởng tượng họ đang duy trì một cái cuộc hôn nhân mà nó không còn tình yêu nữa, nhưng mà họ không đủ can đảm để ly hôn chẳng hạn. Thì khi họ tìm thấy bạn thì họ đang muốn xem rằng họ có đủ niềm tin với bạn hay không. Và nếu như họ đủ niềm tin với bạn thì có thể họ sẽ giải quyết bên kia. Nghĩa là trong trải bài này mình thấy cái điều đấy nhá. Rồi, trải bài cuối cùng đó là họ có che giấu bạn điều gì không qua cái trải bài này. Bởi vì mình thấy có năng lượng của bảy kiếm, và khi có bảy kiếm thì mình phải kiểm tra họ có che giấu bạn điều gì không. Mình thấy cái người này không có sự che giấu điều gì cả, nhưng họ băn khoăn thì nhiều. Mình thấy đây năng lượng của King of Wands, một cặp đôi King Queen và A, nghĩa là khi mà họ bắt đầu họ muốn thắp sáng, hoặc là họ muốn cắm rễ, hoặc là họ muốn trồng một cái gì đấy, thì họ phải băn khoăn rất nhiều rằng đây có phải là cái đối tượng mà khi mình bắt đầu rồi thì nó là một cặp đôi ấy, cùng khuyên cùng khinh ấy, có nghĩa là một cặp đôi hòa hợp ân ái ấy, yêu thương thấu hiểu ấy. Đó thì nghĩa là mình có cảm giác là họ đi tìm xem đối tượng này có phù hợp không đã, có thể tạo niềm tin cho họ không đã. Giống như trước khi họ trồng một cái cây thì họ phải đi khảo sát xem là cái giống cây như thế nào, đất như thế nào, môi trường như thế nào, mọi thứ xung quanh thế nào, và nếu thấy hợp thì họ mới trồng cái cây này xuống. Và mình thấy năng lượng của bảy gậy là họ hoài nghi. Bởi số bảy là cái số mà nó có rất nhiều thứ, nó thuộc về cái diện là con số tâm linh mà, nó có rất nhiều thứ mà nó chưa rõ ràng, và họ đang xem là như thế nào đã đấy, và họ đặt trong cái thế lựa chọn như thế nào đã thì họ mới quyết định. Đó thì cả cái đề bài với câu hỏi đó là họ có che giấu bạn điều gì không, thì cái điều mà họ che giấu ấy chỉ như thế thôi. Họ đang đi tìm câu trả lời bạn là ai, bạn có phải là cái người họ nên đặt niềm tin hay không. Và nếu như đúng thì mình thấy họ sẽ đặt cái niềm tin này, cái em qua này xuống, và bạn và họ sẽ như thế này. Đó, đây sẽ tạo thành năng lượng King of Wands. Và King of Wands có nghĩa là khi họ tìm đến bạn thì mình thấy họ thật sự chân thành, họ muốn xây dựng một cái gì đó dài lâu. Đó, đây là một con người không dễ dãi, không chơi bời, không qua đường, không bóc bánh trả tiền, mà họ muốn tìm một cái mối quan hệ đích thực. Và năng lượng của hai năng lượng của đây có màu cam của luân xa 2 thì mình nghĩ là bản thân họ rất coi trọng cái đời sống tình dục trong đời sống vợ chồng, và họ coi nó là cái nơi kết nối tình yêu. Và nếu như mà bản thân họ phải cảm thấy phù hợp
thì và họ tin tưởng đủ cái niềm tin nữa thì họ sẽ xây dựng một mối quan hệ lành mạnh. Nhưng bây giờ thì mình thấy họ đang có sự xem xét, suy nghĩ. Đó có nghĩa là cái cốc tình yêu này này họ chậm lại để họ suy xét xem là họ có nên trao nó đi không. Và trước khi họ trao nó thì họ nghĩ họ cần có thời gian để nghỉ ngơi, để nghỉ ngơi, để suy xét, tĩnh tâm lại. Chứ còn không để, người này là một cái người mà họ làm việc gì họ rất là cẩn trọng. Họ sợ rằng là nếu như mình thấy mình thích một, mình gặp một cô gái mà cô ấy quá đẹp chẳng hạn, thì mình sẽ bị cái năng lượng dục dẫn đi, thì cái quyết định của mình sẽ không chính xác. Hoặc là cô ấy quá khéo chẳng hạn, cho nên họ nghĩ là để không để cái năng lượng dẫn đi ấy, thì mình phải tĩnh lại đã. Cái sự tĩnh này mới giúp mình phân biệt rõ ràng, thì lúc đấy họ mới quyết định. Thì đó là toàn bộ trải bài ngày hôm nay, bởi vì mình cũng không biết nó là thế nào, bài lên như thế nào, thì mình dẫn thế thôi. Còn cái năng lượng cũ của một cái cao của cái mối quan hệ tâm linh sâu thì căn bản là mình đã dẫn 3 năm rồi, cho nên mình rất là hiểu cái hành trình đấy. Còn đây là một cái năng lượng hoàn toàn mới, cho nên mình chỉ đọc bài cho các bạn thôi nhá. Rồi các bạn nhớ các bạn comment chia sẻ ở dưới để mình xem là các bạn đang ở hành trình nào. Nếu mà cái hành trình này có nhiều người đang có hành trình này và các bạn có nhiều băn khoăn, thì mình sẽ làm cái bài tiếp theo để đồng hành cùng với bạn năng lượng này nhá. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu bạn có nhu cầu trả bài riêng thì mình đặt số Zalo ở phần comment. Các bạn giúp mình phát triển kênh bằng cách đăng ký kênh, tặng mình một nốt like. Và nhớ là comment ủng hộ và chia sẻ cộng hưởng năng lượng với mình nhé. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.